Let me check. Air Force, SFL. I don't have people, my friendly. Anh ra đây. No. Zip. Deck Balloon gần như không thể ăn được cái deck của Karage, bởi vì là con IC và con IC Wizard và con Tornado và con Skeleton cộng với lại một con nữa là con IC Olem là một con làm background mới cho đẹp. Anh ơi, thật sự là bây giờ mình chưa có phòng riêng mà mình cần phải phải kiếm một cái dàn nữa hoặc để mình mua một cái tấm bạc tấm vải màu xanh xanh. Với lại mình stream mà mình không chủ động về cả cái đấy. Sau này mình có già riêng rồi mình có lấy thì mình sẽ làm những cái nó tuyệt vời hơn chứ không phải là như này nữa ngồi. Thì mình biết là mọi người muốn làm thôi.
Yeah, I'm a big fan of Karage. I know. Because you always comment on my channel, Karage. TTO. Let me check. Duy Anh à? Con boy. Bao em. Ủa hôm nay cũng đã đi làm về chưa? Gần như là cái deck của Kanage gần như nó gọi là counter hack counter luôn đấy. Như vậy là sẽ khó là khó đánh. Mod là họ sẽ quản lý kênh trên kênh ấy. Ông thường họ sẽ giúp mình là translate hay là remove một vài thành phần vần nó không được tốt đẹp lắm. Nắng cháy ra anh cũng trả lên nữa. Lên lock out đem về, lock in lock out đem về. Cứ ở trên công ty chơi cho nó sướng, phải làm gì mất thời gian. Ok, hack counter. Mình sẽ xem là okay. Kanage. Và chắc là bị nét tiếp rồi. Với hai ly mà nó gọi là sau đợt nét vừa rồi mà bây giờ hiện tại nó vẫn còn khỏe như vậy. Và gần như những deck lock bait mà gặp của Barrel thì gần như không ăn được. Mình cứ tưởng là sau đợt nét vừa rồi thì một pha Barrel vẫn không chết được Goblin. Nó chỉ không chết Goblin, Dark Goblin này, Priestess này và Rascal nữ thôi. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Nó quá quan trọng đấy, nhưng mà hiện tại nó vẫn được sử dụng phổ biến. Hello bro. Galadon Jutsu. What's up? Mình vẫn mong một cái kèo của Ego, không biết mình đánh chưa nhỉ? Hi bro. Mình vẫn mong có một kèo của Ego và Kanage để mình up những clip gọi là highlight đây. Những clip highlight của đấy thì rất nhiều người xem. Và những gọi những cái deck những gọi là những trận đấy gọi là epic matchup luôn ấy. Trời lão, thực ra là nó chuẩn tay chuẩn bài thôi. Trong một cái deck mà nó cứ đi defend thế này mà gần như là cái deck mota base nó không vào chủ ạ. Nó không dễ nhiều là bắt đầu ông này chơi cycle rocket luôn. Rất giờ chuyển hướng. Mota đặt không? Chuẩn luôn, phải đặt mota. No voice. What do you mean? Dùng tornado rồi. Wow, Mota đặt lỗi. Holy shit. Holy no way. Mota wrong. No. I mean from Fang. Yo. France. Bonjour. Gần như 100% là Kanage phải sử dụng lock để cho Rascal. 100% là như vậy. Fireball không? Có Fireball đi. Đúng rồi, chuẩn luôn. Fireball trong cái tờ này là hợp lý 100% luôn đấy. Tuyệt vời. Mocha bắn vào trụ đi. Tuyệt vời luôn. Đúng không? Chuẩn luôn, đánh đủ đánh trước thời cơ mà. Vậy đánh Mota thả lỗi phát là công ít bô ngay. Nên là những người chơi mà IQ cao thường nó sẽ bật rất hay. Mà những người chơi mà đánh một deck thì gọi là tuyệt vời. Kỹ năng của bạn tuyệt vời luôn. Của giống như mình chẳng hạn. Chẳng như mình deck của mình nó gà thôi. Các bạn đánh 3 năm, các bạn đánh một deck xem là các bạn kỹ năng các bạn tuyệt vời. Can he class very good? Very noob? No! I don't think so. His skill very very good. Trust me. Okay, Xbow no. Xbow như thế này là hơi bị nhiều.
bắn người giáp đấy. No 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 no. Mình không hiểu tại sao tôi lại way. Shit. No way. Mình không hiểu tại sao là không defend. Vina xem chơi đi Xbow nè. Tuyệt vời. Big Daddy. Lại thua, Kimmy vừa thua. Suka offline bro. Slay bro. Suka Goblin offline. You're too late. Donation for me. Please. Quick. Donation for me. Woo! If you can. Please boost. No, not now bro. Not now. Kennedy Blast. He offline. Hello, Grippy. I'm fine. And you? Wait. How's it going? How's going, bro? Final form? Let me check. Air Force, SFL. I don't have people, my friendly. Ooh! Nice tornado! Hey, brother, hi up. Ego goes El Siop. Ok, nhưng mà sao trận này đi em ơi. Hình như El Siop đang đánh. Để em check xem El Siop đang đánh đúng không. What the CIA West team. Immortal. Lucas offline bro, you know. Hình như là LCO đang đánh. LCO. What about Suga Olin? He offline bro, you are too late. Ram là xuống, chuẩn luôn. Đẹp chuẩn chưa? Đẹp quá đỉnh luôn. Đánh một tà bốt, một tà bếp cũng khác. You may want to change the title of your okay.
just for millions a day. People may lie, the light has just come. We must never stop the way. Hoài, bắt Miner tốt phải, nhưng bắt và cắt là trụ rồi. From Brazil, oh welcome. Đại diện cho tôi thấy stream khổ lắm, nội dung là trắng. À, 5 giờ họ đánh đấy nhỉ? À, 5 giờ họ đánh kích hoạt đấy nhỉ, anh em nhớ. Đập. Subscribe.